Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe khách, xe container và các vi phạm giao thông ngày 23 tháng 9 năm 2023, các tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Công an 5 địa phương trực tiếp kiểm soát phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Đắk Lắk, Trà Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh. Qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có một số trường hợp khai nhận là phóng viên, nhà báo, cán bộ, công chức. Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, theo quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong phát hiện xử lý vi phạm, Cục Cảnh sát Giao thông đã bố trí 6 tổ công tác sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp, tham gia thực hiện kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm tại các địa phương trong toàn quốc. Trước đó, đầu tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành chỉ thị số 10 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Thủ tướng yêu cầu xử lý các vi phạm giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nghiêm cấm cán bộ đảng viên can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm giao thông, nghiêm cấm lực lượng chức năng xuê xoa, bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. Mọi cán bộ đảng viên vi phạm giao thông phải được thông báo về cơ quan đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của từng ngành, cơ quan đơn vị, cương quyết khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm và đối tượng chống người thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật.